Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Sau đây chúng ta sẽ đến với một chủ đề với tên gọi là gây sốc cả thế giới qua hai giọng đọc Cao Thanh Danh và Ý Như. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi không có ai để mắt đến bạn, đó là cơ hội để bạn làm những việc sẽ khiến cả thế giới phải sốc. Làm sao bạn biết chắc một người sẽ thành công hay không? Tôi có thể cho bạn một câu hỏi như thế này. Bạn làm vì khi không có ai để tâm đến. Bởi vì khi bạn làm những điều mà không ai quan tâm đến, thì hầu như chúng ta sẽ xác định rõ đích đến của bạn ở đâu trong cuộc đời này. Bạn làm vì những lời ca tụng hay là vì tự trọng của bạn? Khi mà không ai để tâm đến những công việc ấy, bạn có làm vì lời ca tụng hay là vì lòng tự trọng của mình không? Họ không biết bạn đã làm xong việc hay chưa, nhưng bạn sẽ biết. Họ sẽ không biết, nhưng bạn sẽ biết. Bạn là người duy nhất sống cùng lòng kiêu hãnh hoặc sự tiếc nuối. Nếu bạn không bắt tay vào làm việc, bạn phải sống một cuộc sống không có ai cả. Nếu như bạn ra ngoài tiệc tùng khi mà lẽ ra mình phải làm việc, vậy thì nếu như thất bại thì đó là do bạn. Khi bạn cảm thấy việc đó vô cùng dễ dàng, khi mà bạn đáng ra phải học hỏi và phát triển, khi mà bạn thất bại, bạn phải sống với điều đó. Bạn có thể nói được tất cả những thứ mà bạn thích, nhưng mà kết quả sẽ chứng minh tất cả. Khi đã đến giờ vàng, những gì bạn thể hiện sẽ được tỏ. Đừng làm vì danh hiệu, hãy làm vì niềm tự hào của bạn. Đừng làm vì sự ghi nhận, mà hãy làm vì lòng tự trọng, vì sự phát triển của bạn. Hãy say mê quá trình phát triển, tăng trưởng. Trận chiến duy nhất của bạn, đó chính là bạn. Giữa vị trí bạn đang đứng và vị trí mà bạn sẽ đứng, giữa con người mà bạn trước đây và con người của bạn ở tương lai. Tôi từng nghe nói rằng bạn được khen ngợi trước đám đông cho những việc làm cá nhân của bạn, những huy hiệu được giành lấy trong bóng tối khi mà chẳng ai thèm để mắt đến, chức danh nhà vô địch được giành lấy đằng sau những cánh cửa đóng kín chỉ vì những việc không ai để ý đến, những thành quả đạt được bởi từng chi tiết nhỏ cũng chẳng ai biết. Người mà bạn sẽ trở thành sẽ không bị sụp đổ theo cách mà người khác thấy. Mỗi chi tiết nhỏ đều tính được. Đừng đo lường bản thân với cùng người khác. Đừng trông đợi việc ai đó nhìn vào quá trình của bạn. Nếu như quá trình của bạn đủ vĩ đại, tất cả họ sẽ quan tâm thôi. Cho tới khi bạn đạt được điểm đó, hãy cúi đầu xuống và làm vì đam mê, làm cho bạn chiến đấu với chính con người cũ của bạn. Hãy rời khỏi nó trong bóng tối của ngày hôm qua. Bởi vì hôm nay bạn đã hoàn toàn là một con người mới, không cần sự công nhận của bất kỳ ai. Con người mới trong bạn là thứ duy nhất nằm sau sự phát triển, tự phát triển. Hãy tiếp tục tiến lên. Khi không có ai dõi theo, đó chính là cơ hội để bạn phát triển. Đó là cơ hội để bạn làm những việc khiến cả thế giới phải sốc. Làm sao bạn biết chắc một người sẽ thành công hay không? Tôi có thể cho bạn một câu hỏi như thế này. Bạn làm gì khi không có ai để tâm đến? Bởi vì khi bạn làm những điều mà không ai quan tâm đến, thì hầu như chúng ta sẽ xác định rõ đích đến của bạn ở đâu trong cuộc đời. Bạn làm vì những lời ca tụng hay vì tự trọng của bạn? Hãy xáo trộn họ trong sự im lặng và khiến cho họ bàng hoàng với thành quả của bạn. Bạn không phải lúc nào cũng nói những gì mà bạn đang làm. Hãy để cho kết quả nói cho bạn biết. Hãy để hành động nói thay cho bạn. Các phương tiện truyền thông xã hội không phải lúc nào cũng cần biết về sự miệt mài và nhiệt huyết của bạn. Mọi người sẽ không biết điều đó khi nhìn vào kết quả của bạn. Đó là thứ duy nhất mà bạn không thể ngụy tạo được. Ngoài kia có rất nhiều người hay giả tạo, nói rất nhiều chuyện tào lao về chính bản thân họ và những gì mà họ đã làm. Nhưng mà có một thứ mà bạn không bao giờ ngụy tạo được, đó chính là thành quả. Hãy trở thành người đó, những người phân phối, không phải người truyền thông tin, không phải người đưa ra mệnh lệnh, mà là người tạo ra thành quả. Hãy xáo trộn họ trong sự im lặng và khiến cho họ bàng hoàng với thành quả của bạn. Nói nằm kèo dưới và chuyển giao nằm kèo trên. Có một câu nói như thế này: khi bạn thực hiện trong im lặng, họ sẽ không biết phải tấn công cái gì. Đừng để những kẻ thù ghét có cơ hội tấn công bạn trước khi bạn làm bất cứ điều gì. Hãy thực hiện trong im lặng và khiến họ phải sốc với thành quả của bạn. Bạn phải biết những kết quả sẽ đến nếu như bạn cúi đầu xuống và làm việc. Bạn không cần phải nói với ai rằng là bạn đang làm gì hay là sẽ trở thành người như thế nào. Chỉ cần cho họ thấy thành quả sẽ đến nếu như bạn chỉ cúi đầu xuống và làm việc. Đạo đức nghề nghiệp sẽ thể hiện trong thành quả của bạn. Sự nhiệt thành của bạn sẽ thể hiện trong các thành quả của bạn. Khả năng của bạn sẽ được thể hiện trong kết quả của bạn.
Sự tuyệt vời của bạn sẽ hiện diện trong kết quả của bạn, chứ không phải trong lời nói của bạn. Không cần phải nói cho ai biết bạn vĩ đại tới mức nào, bởi vì nếu như bạn thực sự tuyệt vời, họ sẽ nói với bạn thôi. Hãy để kết quả nói cho bạn biết, hãy để hành động nói thay bạn, hãy xáo trộn họ trong sự im lặng và khiến cho họ bàng hoàng với thành quả của bạn. Đạo đức nghề nghiệp sẽ thể hiện trong thành quả của bạn. Sự nhiệt thành của bạn sẽ thể hiện trong các thành quả của bạn. Khả năng của bạn sẽ được thể hiện trong kết quả của bạn, và sự tuyệt vời của bạn sẽ hiện diện trong kết quả của bạn, chứ không phải là trong lời nói của bạn. Ai là người tôi phải trở thành? Tôi cần làm gì để đến vị trí tôi đến? Tôi phải làm gì hôm nay để trở thành người mà tôi phải trở thành vào ngày mai? Tôi cần trở thành người như thế nào để đến vị trí tôi phải đến? Tôi cần làm gì để trở thành người tôi thật sự phải trở thành? Một trong những câu hỏi quyết liệt nhất mà bạn có thể tự hỏi mình mỗi ngày là mỗi khi bạn cần đưa ra quyết định, đó là: tôi muốn tự hào về điều gì vào ngày mai? Và tôi muốn trở thành ai vào ngày mai? Một người bỏ cuộc ư? Hay là một người tiếp tục vươn lên phía trước? Người mà luôn chọn phương án nhẹ nhàng, hay là người luôn dồn toàn lực vào nó? Người luôn chịu thua cám dỗ, hay là người luôn đặt mình vào một khuôn phép? Kỷ luật. Vì những công việc khó khăn tôi làm vào hôm nay sẽ trở nên xứng đáng vào ngày mai. Câu nói vừa rồi của Yến Như cũng đã kết thúc bài đọc hôm nay của chúng ta. Rất vui vì sự quan tâm lắng nghe của các bạn. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những bài đọc tiếp theo. Trân trọng và tạm biệt.